Hãy nhanh tay ạ, chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ, và giúp chú Minh tát tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Cảm ơn tất cả các cháu. Câu số 31 ạ. Chất béo là trieste của axit béo với cái gì ạ? Chú Minh vừa mới dạy xong. Chất béo là trieste của axit béo với cái gì ạ? Chất béo là trieste. Đây, cháu nào mà không nhớ, cháu nào mà không nhớ thì mở lại định nghĩa chất béo này. Chất béo là trieste, là triglyceride của glycerol với các axit béo. Vậy ở đây câu hỏi này là ở đây câu hỏi này là đây là trieste của axit béo với gì ạ? Glycerol, đúng không ạ? Glycerol. Ok, đáp án đúng là đáp án C ạ. Phần này là phần học chống liệt hóa. Rất là mong muốn các bạn học giỏi, tác các bạn bị các bạn sợ hóa vào đây để chú Vinh độ ạ. Câu số 32 ạ. Câu số 32 ạ. Cho STE tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thì thu được ancolytic. Vậy E có công thức cấu tạo là. Thế thì cái này thì chúng ta cứ đi viết phương trình thôi, đúng không? Tác dụng với NaOH thì cháu này sẽ thu được là CH3CONa và ancol chúng ta là CH3OH. Anh này là ancol metilic không phải ancol ethylic. Cháu này thì thu được gì ạ? Thu được CH3CHO ạ, cũng vứt ạ. Cháu này thì thu được CH3OH cũng vứt ạ. Đúng rồi, anh này là ancol metilic không phải là ancol ethylic. Vậy chỉ có cháu này thì thu được C2H5OH mà thôi. Vậy cháu này chính là ancol ethylic. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ các cháu? À, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Các cháu rất là nhiệt tình luôn ạ. Anh đây xe là buổi học này, và đây một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tác các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ, bởi vì đây là buổi học là chống liệt hóa. Đây là buổi học chống liệt hóa, thế nên là những bạn học giỏi thì nếu mà muốn ôn lại lý thuyết thì có thể vào đây, hoặc là để dành cho cái ca sau nhá, để học những cái bài khó hơn, được chưa? Câu số 33, kim liên lần 2 năm 2020 ạ. Metin propionate có công thức cấu tạo là. Metin propionate có công thức cấu tạo là. Thế thì với các anh metin propionate ấy, thì propi là ba carbon, 1 2 3 OO, metin là một carbon nữa. Đây, nó có dạng như thế này ạ. Đuôi là đuôi OCH3. Đuôi OCH3, đuôi OCH3 vậy vứt. Đuôi OCH5 vứt, đuôi OCH3. Đầu này có ba carbon 1 2 3. 1 2 vứt nốt ạ, các cháu nhìn rõ không ạ? Vậy câu 33 đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? 33 đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Đấy, chỉ còn đáp án D thôi. 1 2 3 carbon nữa, các cháu thấy rất là dễ thôi ạ. Đấy, cái việc mà chống liệt môn hóa nó rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả các cháu ạ. Nào, câu số 34 ạ, câu số 34 ạ. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol tristerin. Đây ạ, 0,1 mol tristerin. C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5 bằng dung dịch NaOH đặc đun nóng thì thu được m gam glycerol. Vậy glycerol là C3H5OH tất cả 3 lần, đúng không ạ? Thế thì số mol của tristerin này là 0,1 này. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta thu được số mol của glycerol là 0,1, đúng không ạ? 0,1. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của glycerol là bằng 0,1 nhân với 92. 0,1 nhân 92 thì bằng 9,2. 9,2, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Dễ không ạ? Quá dễ dàng đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng. Mình sang câu 35 xem ạ. 35 đáp án gì ạ? Chúng ta đang ở cái phần mà tính toán ạ. Cái phần tính toán này khá nhiều bạn sợ, thì ở đây chúng mình độ cho các cháu bớt sợ đi ạ. Chúng ta sắp thi rồi, bằng giờ tuần sau là thi bây giờ. Chúng ta sắp thi rồi. Nào, câu số 35 ạ. Kim liên lần 2 năm 2020 ạ. Cho 0,1 mol phenin acetat CH3COO C6H5. Đúng ạ, đây là 0,1 mol. Tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH. NaOH đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn thu được m gam chất rắn khan. Để chưa? Đây này, 400 ml dung dịch NaOH, chỗ này chắc là 1m, chỗ này là 1m. Vậy mình tìm được số mol là 1 nhân với 0,4 thì bằng 0,4 ạ. Được chưa? Thu được chất rắn khan, vậy ở đây mình có là CH3COONa cộng với lại C6H5. Anh này là C6H5ONa các cháu chú ý nhé. ONa và cộng với lại H2O. Được chưa? Số mol thì tính ra thằng hết là 0,1, vậy chỗ này là 0,1. Chỗ này là 0,1, nhưng các cháu lưu ý ạ. Hết sức lưu ý cho chúng mình ạ. Hết sức lưu ý điểm gì ạ? Ở đây natri là 0,1 cộng 0,1 là mới có 0,2 thôi, mà bên này là 0,4, vậy chứng tỏ còn NaOH dư. Đúng không ạ? Chúng ta còn NaOH dư. NaOH dư bao nhiêu ạ? 0,4 trừ 0,2 thì còn 0,2 thôi ạ. Vậy thì hoàn toàn tới đây mình tìm được m chất rắn
của mình là bao gồm M của CH3COONa, C6H5ONa và NaOH nhá. Mình có 0,1 nhân 82 cộng 0,1 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 6 cộng với lại 5. 12 nhân 6 cộng với lại 5 cộng với 16 cộng với lại 23. Được chưa? Bằng này, cộng tiếp 0,2 nhân 40 thì có phải là bằng 27,8 gam không ạ? 27,8. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D, 27,8 gam. Câu 36. Câu 36 ạ. Đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ sang phần lý thuyết rồi đây ạ. À, để cho nhớ phần lý thuyết hơn, cũng như là mình học nó ổn hơn, cũng như là mình học chuẩn hơn, thì các cháu cùng comment đáp án với chú Minh nhé. Ok ạ, cảm ơn tất cả các bạn đã và đang chia sẻ nhiệt tình cái buổi học ngày hôm nay, bởi vì đây là một buổi học free ạ, và giúp chú Minh tác các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 36 ạ. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì luôn tạo thành muối của axit béo. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì luôn tạo thành muối của axit béo và cái gì ạ? Lúc nãy mình ghi rồi ạ. Và gì ạ? Và glycerol. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Cháu nào mà không biết thì ở trong cuốn này của chúng mình ghi rất là đầy đủ nhá. Đây, thủy phân chất béo trong môi trường kiềm. Đấy thì luôn tạo thành glycerol, các cháu nhìn rõ chưa? Đấy. Ok ạ. Sang câu số 37. Đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3. Câu số 37. Etin acetat thì có công thức là gì ạ? Câu số 37. Etin acetat thì có công thức là gì ạ? Đây, etin acetat thì đầu nó là đầu gì ạ? CH3COO C2H5 mới là etin acetat. Cháu này là gì ạ? Metin acetat vứt. Cháu này là etin format vứt. Cháu này là etin acrylat vứt. Vậy mình chỉ có cháu C là trùng hợp với CH3COO C2H5 thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, chính xác. Ok ạ. Câu số 38. Câu số 38. Este nào sau đây tác dụng được với NaOH thu được ancol nitrilic? Este nào sau đây tác dụng được với NaOH thu được ancol nitrilic? Thế thì anh này thì thu được C3H7OH vứt đi đúng không ạ? Anh này thu được CH3OH cũng vứt đi, ancol nitrilic vứt ạ. Anh này cũng thu được CH3OH ancol nitrilic cũng vứt ạ. Vậy mình chỉ còn đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Anh này thu được C2H5OH ancol ethylic nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 39 ạ. Câu số 39 đề minh họa năm 2017 lần 2. Thủy phân STX C4H6O2 trong môi trường axit thu được anhydride. Công thức của X là C4H6O2 nhá. Các cháu lưu ý ạ, C4H6O2 mà lại thủy phân trong môi trường axit mà thu được anhydride. Vậy thì khi và chỉ khi cháu nó chỉ có thể là cháu này. Cứ nhớ cho chú Bình cháu này thôi ạ. CH nối đôi CH2. Chỉ có cháu này mới thủy phân trong môi trường axit mà thu được anhydride thôi. Chúng ta xem nhá. Ở đây CH3CO CH3 thủy phân chẳng thu được anhydride nào cả. Vứt đúng không? Cháu này thu được CH3OH cũng vứt đúng không? Cháu này thì thu được ancol anilic vứt đúng không ạ? Chỉ có cháu này như chú Bình vừa nói thì thu được anhydride là CH3CHO. Phần này rất rất quan trọng các cháu ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ câu 39, đáp án B. Hôm nay chúng mình thấy là các cháu học hơi bị kém nhiệt tình đấy ạ. Các cháu cùng comment đáp án nhiệt tình và để yên chúng mình xem là cháu nào trả lời đúng ạ. Ok ạ, câu số 40 ạ. Đề 2017, mã 201 ạ. Hiện tại chúng mình đang thấy rất nhiều đáp án A. Câu số 40 đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Ở điều kiện thường, chất béo thì tồn tại ở trạng thái rắn. Thế lúc nãy chúng mình đã cho các cháu lưu ý rồi, chất béo no thì tồn tại điều kiện thường chất rắn. Còn lại chất béo mà không no thì tồn tại điều kiện thường thể lỏng. Vậy ở đây là chất béo gì ạ? Gốc C17H33, anh này là gốc không no thì nó phải tồn tại ở điều kiện thường thể lỏng. Vậy cũng đây cũng chính là điều nhận định sai. Ok chưa? Fructose có nhiều trong mật ong đúng, metin acrylat, tripalmitin và tristerin đều là este đúng. Thủy phân hoàn toàn chất béo thì thu được glycerol, chính xác. Ok ạ. Câu 44, câu 41 ạ. 41. 41 đáp án gì ạ? 41 đáp án gì? Ok cháu ạ. Chúng mình liên tục like mà. Chúng mình liên tục like chống liệt mà. À, các cháu nhớ để đặt được các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chúng mình và click vào nút chuông để bất kỳ một lúc nào chúng mình like thì các cháu đều có thể nhận được thông báo ạ. Câu số 41. Số este có công thức phân tử là C4H8O2 mà thủy phân trong môi trường axit thu được axit formic nhá. Yêu cầu là thu được axit formic. Vậy nó là HCOO này, 1, 2, 3 này, một cháu này.
HCOO này, 1, 2, 3, hai cháu này. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy để mà C4H8O2 mà thủy phân trong môi trường axit mà thu được axit formic thì chỉ có mấy cháu thôi? Đây, 1 và 2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 42 ạ. Số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo. Số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo. Thế này thì lại mở lại cái số phần định nghĩa của chúng mình ạ. À, trong phần định nghĩa của chúng mình đã nói rất kỹ ạ. Este là gì đây ạ? Chất béo là trieste. Trieste vậy là có mấy nhóm chức este ạ? Trieste là nó có ba nhóm chức este. Đúng không? Vậy là số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo là 3. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 43. Câu số 43. 43 đáp án gì đấy ạ? Este CH3 CO CH3 thì có tên là gì ạ? Este CH3 COO CH3 thì có tên là gì ạ? Xem nào. Cháu này tên là gì ạ? Metin acetat, đúng không ạ? Metin acetat. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. C ạ, rất là dễ ạ. Nào, sang câu 44 à. 44 nào, xem bao nhiêu cháu làm được câu 44 này ạ. Bao nhiêu cháu làm được câu 44 và comment đáp án câu 44 để chúng mình coi ạ. Những cháu nào làm được câu 44 ạ? Cùng comment đáp án để chúng mình coi với ạ. Xem cháu làm đúng hay cháu làm sai ạ. Khẩn trương ạ. Để chúng mình nhìn thấy ạ. Ok ạ. Câu 44 đáp án gì ạ? 44 đáp án gì các cháu ơi? Bốn bốn đáp án gì ạ? Cho axit acrylic tác dụng với anco đơn chức X thì thu được STI. Cho axit acrylic mà tác dụng với anco đơn chức X thu được STI. Thì axit acrylic đây ạ, CH3 không ạ. CH2 nối đôi CHCOOH đúng không ạ? Mà tác dụng với anco đơn chức là ROH. Thì có phải mình thu được este là C2H3COOR không ạ? Trong đó oxy chiếm 32% về khối lượng. Vậy là phân tử khối của anh này thì bằng oxy có 2 oxy, vậy là 32 chia cho 32 phần 100 là 0,32. Vậy phân tử khối anh này bằng 100. Được không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ có ạ. 12 nhân 2 là bằng 24. 24 cộng với lại 3 cộng với lại 44 cộng với lại R thì bằng 100. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được 100 đúng không ạ? 100 trừ đi 27 trừ đi 44 thì bằng 29. R bằng 29. R mà bằng 29 vậy suy ra cháu nó là C2H5. Đúng không ạ? CH5 vậy suy ra este của chúng ta nhá. Este chúng ta sẽ là gì ạ? C2H3COO C2H5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Câu số 45. Câu số 45 này. 45 các bạn chọn đáp án gì ạ? 45 các bạn chọn đáp án gì ạ? Thủy phân 4,4 gam etin acetat. Thủy phân 4,4 gam etin acetat. CH3COO C2H5. Được chưa? 4,4 mà chia cho 88. 4,4 mà chia cho 88 thì bằng 0,05 mol. 0,05 mol bằng 100 ml dung dịch NaOH. Chúng ta tìm được số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. Sau phản ứng hoàn toàn thì cô cạn dung dịch thu được mg chất rắn khan, nó là CH3COONa cộng với lại C2H5OH. Nhưng chất rắn khan mình chỉ tính mỗi anh này thôi ạ. Tính theo NaOH bởi vì NaOH là số mol nhỏ nhất, 0,02. Vậy m chất rắn của chúng ta bằng 0,02 nhân 82 bằng 1,64 gam các cháu nhé. 1,64 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đừng để bị lừa ở câu này. Đừng bao giờ để bị lừa ở câu này. Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 46 ạ. Câu số 46 ạ. À, xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOC2H5. Xà phòng hóa hoàn toàn 2,7 gam HCOOC2H5. Được chưa? Chúng ta tìm được số mol bằng 3,7 chia 74. 3,7 chia 74 bằng
0,05 0,05 mol. 0,05 mol. Buổi sau mình sẽ like sang carbohydrate nhá. Buổi sau mình sẽ học sang carbohydrate. Được chưa? 0,05 mol. Vào dung dịch NaOH vừa đủ. NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối. Muối chúng ta là muối HCOONa. Số mol là 0,05. 0,05 mà nhân với lại 68 ạ. Bằng 3,4 gam. 3,4 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 3,4, đáp án đúng là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Câu 47. Nào mình sang tiếp câu số 47 ạ. 47 là đáp án gì ạ cả nhà? Đây xem sang câu 47. Cái độ khó nó tăng lên một chút xíu ạ. Ở phần này là khá nhiều bài tập. Nhưng mà bài tập là bài tập phần dạng dễ thôi ạ. Câu 47. Hỗn hợp gồm axit acetic và methylformate. Acid acetic CH3COOH và methylformate HCOO CH3. Cho m gam tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Số mol bằng 0,3. Được chưa ạ? Giá trị của m là, thế ở đây chúng ta lưu ý ạ, CH3COH và HCOO CH3 thì anh này và anh này thì đều tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1. Đúng không ạ? Vậy số mol bọn này bằng 0,3. Được chưa ạ? Mặt khác CH3COH và HCOCH3 thì đều chung công thức phân tử là C2H4O2. Đúng ạ? Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng luôn là bằng phân tử khối này là 60. 60 nhân 0,3 bằng 18. 18. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 18. Ok. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tát tất cả các bạn bị mất gốc hay là sợ hóa của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 48. 19,1 gam hỗn hợp gồm CH3COO C2H5 và H2NCH2COO C2H5 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,2. Đủ nha. Thu được muối cộng với lại C2H5OH, chỗ này các cháu phải tính ý ạ. Anh này cũng sinh ra C2H5OH và anh này cũng sinh ra C2H5OH. Đúng không? Đây là tác dụng vừa đủ. Vậy suy ra số mol C2H5OH cũng bằng 0,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta được quyền bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng 19,1 cộng 0,2 nhân 40 bằng m muối cộng với 0,2 nhân 46. Được chưa? Vậy đến đây mình tìm được m muối ạ. M muối các cháu cùng bấm hộ chúng mình xem m muối bằng bao nhiêu ạ. 19,1 cộng 0,2 nhân 40 trừ 0,2 nhân 46 bằng 17,9 gam ạ. M muối chúng ta bằng 17,9 gam ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? 17,9, đáp án đúng đáp án B, bỏ các cháu nha. B, bỏ. Ok ạ. Các cháu thấy có hiểu bài không ạ? Ok ạ. Nếu mà hiểu bài thì thả tim cho chúng mình với ạ. Ok ạ, những cái bạn nào mà biết thì hãy comment để chứng tỏ là mình thông minh ạ. Chứ không biết mà, chứ biết mà không comment thì không là thông minh đâu ạ. Câu 49 ạ. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo. Một mol chất béo ạ, thủy phân hoàn toàn một mol chất béo thì thu được gì ạ? Đấy, phương trình mình có đây rồi. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo, hôm nãy viết đây. Một mol chất béo ạ, thủy phân hoàn toàn thì thu được 3 mol Na, ở đây thu được 3 mol muối và một mol glycerol. Đúng ạ, vậy ở đây ạ, một mol glycerol, đáp án đúng đáp án C luôn. C luôn, C chặt. Câu 50. Thủy phân hoàn toàn STX có công thức phân tử là C4H8O2, thu được ancol ethylic. Để mà thủy phân mà thu được ancol ethylic ấy nhá. Vậy thì khi và chỉ khi anh này nó phải có dạng là CH3COO C2H5 thì có đúng là thủy phân thì mình thu được CH3COOH trong môi trường H+ và C2H5OH không ạ? Đây, ancol ethylic đây. Vậy nó là gì ạ? Ethyl acetate. Ethyl acetate, vậy đáp án đúng là đáp án D. Ethyl acetate. Câu 51. Câu 51. 51 đáp án gì ạ các cháu? 51 này. Đố các cháu biết 51 đáp án gì ạ? Cùng comment đáp án xem câu 51 đáp án gì ạ? Không thì căng thẳng lắm, nhiều đứa ứ biết câu 51. 51 ạ, để minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đấy ạ. Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol ethylic với lượng dư axit acetic thì thu được 4,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa đó là, đấy, xem nào. Với phương trình ạ, ancol ethylic là C2H5
OH với lượng dư axit acetic CH3COOH. Mũi tên hai chiều mình thu este là CH3COOC2H5 đúng chưa? Cộng với lại H2O. Đây, số mol acid acetic bằng 0,1. Số mol acid acetic không biết, số mol của este bằng 4,4 chia cho 88 thì bằng 0,05. Vậy anh này là 0,05. Vậy hoàn toàn mình tìm được hiệu suất, hiệu suất bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu. Vậy là bằng 0,05 chia 0,1 nhân 100 bằng 50%. 50%, vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 52. Câu số 52 đề tham khảo năm 2017 lần 3. Câu số 52 đề tham khảo năm 2017 lần 3. Hỗn hợp gồm CH3COOCH5, CH3COOC2H5 và CH3COONH4. Ở đây đề bài bảo là tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol là 1 nhân 0,2 thì bằng 0,2. Thu được dung dịch chứa m gam muối. Vậy cả hai này thì dù tác dụng với NaOH thì đều tạo thành một muối duy nhất là 2H3COONa thôi. Các cháu cần tính ý nha. Vậy ở đây mình đi bảo toàn natri ạ. Anh này là 0,2. Vậy chú ý đây là 0,2. Vậy mình có là 0,2 mà nhân với 82 thì bằng 16,4 gam. 16,4 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 16,4 gam. C. Ủa nhiều bài tập thế nhỉ? Câu số 53. Câu số 53. 53 đáp án gì ạ? 53 nào các cháu, cùng comment đáp án với chú Vinh nào, câu 53. Đun 3 gam CH3COOH CH3COOH với C2H5OH. Chúng ta tìm được số mol của CH3COH bằng 3 chia cho 60 thì bằng là đây, 3 chia 60 bằng 0,05 mol. Được chưa? Với C2H5OH thì thu được CH3COOC2H5 cộng H2O. Đúng không ạ? Số mol này bằng 2,2 chia 88, 0,025. 0,025. Vậy suy ngược lại 0,025. Bởi vì tìm được hiệu suất ạ. 0,025 chia 0,05 bằng nhân 100 bằng 50%. 50%, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok ạ, dễ không ạ? Những câu bài tập này rất là dễ thôi ạ. Hoàn toàn mức độ của các cháu, level của các cháu đều hoàn toàn có thể giải được ạ. Câu số 54. Câu số 54 đề năm 2017 mã 203. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo. Chất béo đề bài cho là 17,8 gam. Cần vừa đủ dung dịch NaOH. Ăn 3 NaOH 0,06 mol. Thu được xà phòng cộng với lại glycerol C3H8O3. Được chưa? Vậy mình có số mol NaOH đây thì mình suy được số mol glycerol bằng 0,06 nhân 1 chia 3 thì bằng 0,02 ạ. Mình tìm được số mol glycerol bằng 0,02. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng chất béo cộng với khối lượng NaOH là 0,06 nhân 40 thì bằng khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng cộng khối lượng glycerol 0,02 nhân 92. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của xà phòng. 17,8 cộng 0,06 nhân 40 trừ 0,02 nhân 92 bằng 18,36 gam ạ. 18,36 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ các cháu ạ. Ok ạ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Mình sang câu 55 nhá. Hiểu bài thì like cái ạ. Câu 55 ạ. Để tác dụng hết với amon triolein. 55 ạ. Để tác dụng hết với amon triolein. Triolein là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 cộng với lại brom. Số mol brom ở đây bằng 0,6 mol nhá. Thì các cháu lưu ý ạ. Triolein này thì C17H33 có một nối đôi CC. Nhưng mà đây là nhân 3 lên rồi, nó có 3 nối đôi CC vì ăn 3 brom. Vậy suy ngược lại số mol nó bằng 0,6 nhân 1 chia 3 bằng 0,2. Được chưa? Vậy số mol triolein bằng 0,2 nhá. 0,2. Câu 55 đáp án đúng của chúng ta là 0,2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D,
0,2. Ok ạ. Câu 56 ạ. Làm này hết sợ té đúng không? Câu 56. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH đun nóng. Đây chất béo mà thủy phân hoàn toàn bằng dung dịch NaOH đun nóng. Ăn 3 NaOH. Thu được glycerol C3H8O3 9,2 gam. Và muối. Đề bài cho bằng 91,8 gam. Được chưa ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol glycerol nhỉ? 9,2 mà chia cho 92 thì bằng 0,1. Vậy mình suy được số mol NaOH bằng 0,1 nhân 3 chia 1 bằng 0,3. Tới đây chú Minh lại lại làm gì các cháu? Bảo toàn khối lượng đúng không? Phần chất béo chúng ta cứ nắm vững bảo toàn khối lượng là xong. Bảo toàn khối lượng mình có khối lượng của chất béo cộng khối lượng của NaOH là 0,3 nhân 40 bằng 9,2 cộng 91,8. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng chất béo bằng 91,8 cộng 9,2 trừ 0,3 nhân 40 bằng 89 gram ạ. 89 gram ạ. 89 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? 89, đáp án đúng đáp án. À, đấy, các cháu thấy không? Rất là dễ dàng ạ. Rất là dễ dàng ạ. Mình sang câu số 57. 57. Vẫn là một câu tính toán tiếp. Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gram. Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gram. Tristearin C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Trong dung dịch cao H, trong dung dịch cao H phải ăn 3 cao H để thu được m gam kali stearat C17H35 COOK. Đúng không ạ? 3 lần. 178 gram tristearin. Vậy chúng ta tìm ra phân tử khối này bằng bao nhiêu ạ? 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 bằng nhân 3 bằng cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng 890. Vậy mình tìm được số mol 1178 chia N bằng 0,2 mol ạ. 0,2 mol. Vậy 0,2 mol chất béo thì ta suy ra được số mol của C17H35 COK bằng 0,2 nhân 3 bằng 0,6. 0,6 mol. Vậy mình tìm được khối lượng 0,6 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 cộng 39 bằng 193,2. 193,2. 193,2, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? 193,2. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. 193,2. Câu 58 ạ. Câu 58. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH thu được natri acetat ạ? Nào cả nhà cùng comment đáp án cho chú Binh xem nào. Câu 58 đáp án gì nào? Câu 58 ạ. Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri acetat ạ? Este mà tác dụng với NaOH thu được natri acetat, natri acetat là gì? CH3COONa đúng không ạ? CH3COONa, vậy thì đầu nó phải là đầu CH3CO. Thế đầu CH3CO thì loại bỏ anh này là CH5CO này, loại bỏ anh này là HCO này, loại bỏ anh này là HCO này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, CH3COOC2H5. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 59 ạ. Câu 59 thì đáp án gì ạ? Thủy phân STX trong dung dịch NaOH thu được CH3CONa. Anh này CH5CONa này vứt này, CH5CONa vứt tiếp này, và CH5OH đuôi phải đuôi OCH5, đây là OCH3 vứt. Vậy mình chỉ còn đáp án D mà thôi. Rất dễ đúng không ạ? Rất dễ ạ. Câu số 60 ạ. 60 đáp án gì nào các cháu ơi? 60 các cháu cùng comment đáp án cho chú Minh ạ. Đây là một cái câu thử thách đi ạ. 60 là một cái câu khá là thử thách với chúng ta. Thủy phân 1 triglycerid X bằng dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat ký hiệu là số 1, natri stearat ký hiệu là số 2. Tỷ lệ mol tương ứng là 1 chia 2, vậy là có 1 số 1 và 2 số 2. Đúng chưa? Vậy ở đây triete 1 số 1 và 2 số 2, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 thì trùng với 1 2 2 nên vứt. Vậy là mình chỉ có mấy thôi ạ? Mình chỉ có 2 thôi ạ. 60 đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Mình chỉ có 2 chất là thỏa mãn điều kiện này thôi.
đúng chưa? Tỷ lệ mol tương ứng là 1 chia 2 mà, có nghĩa là có 1 số 1 và 2 số 2. Đúng không ạ? Đấy, 1 số 1, 2 số 2. Được chưa? Câu số 61. Sở Ninh Bình năm 2020 ạ. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch NaOH dư không thu được chất nào sau đây ạ? Bình thường hàng ngày người ta hỏi là thu được chất nào. Hôm nay người ta hỏi chúng ta là không thu được chất nào sau đây. À, không thu được ạ. C17H33CONA là một chất, đúng không? H33 vậy có thu được chất này là loại này. C15H31CONA là chất thứ hai này. Vứt tiếp anh này. Glycerol thì lúc nào thủy phân chất béo chả thu được, đúng không ạ? Vứt nốt ạ. Vậy là không thu được C17H35CONA, đúng không? Dễ ẩn. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu số 62 ạ. Câu số 62 ạ, đáp án gì ạ các cháu? 62 cả nhà cũng comment đáp án xem chúng mình là đáp án gì ạ? 62 ạ. 62. Xà phòng hóa este, xà phòng hóa este CH3COO CH2CH3 bằng dung dịch NaOH thì thu được muối. Muối gì đây các cháu? CH3COONa đúng không ạ? Ôi quá dễ dàng luôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Câu cuối cùng của ngày hôm nay ạ. Câu cuối cùng ngày hôm nay. Câu cuối cùng ngày hôm nay là câu số 63. Câu số 63. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một STE. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một STE. E này. 0,2 này. Cần dùng vừa đủ 100 gram dung dịch NaOH này. 100 gram dung dịch NaOH thì mình tìm được M chất tan nhá. M chất tan thì bằng C phần trăm là 0,24 nhân với M dung dịch là 100. Vậy nó bằng 24. Vậy mình tìm được số mol bằng 24 mà chia cho 40. 24 chia 40 bằng 0,6. 0,6. Cần dùng vừa đủ nhá. Càng đấy ạ. Dung dịch NaOH thu được 1 ancol. Thu được 1 ancol. Thu được 1 ancol. 1 ancol. Và 43,6 gam hỗn hợp muối. Muối của hai axit 43,6. Được chưa? Hai axit đó là, hai axit đó là 0,2 mol E mà lại là 0,6 mol NaOH. Vậy suy ra este này, este mấy trước ạ? Suy ra este này, este mấy trước ạ các cháu? Đây, số trước sẽ bằng là 0,6 chia 0,2 thì bằng 3. Vậy anh này là este 3 trước. Được không ạ? Este 3 trước nhá. Este 3 trước, vậy thì có hai muối. Hai muối là R1COONa và R2COONa thì một muối nó phải gấp đôi mới còn lại. Đúng chưa? Giả sử như đây số mol este là 0,2. Vậy thì muối này phải có số mol là 0,2 thì muối còn lại số mol là 0,4. Ok không ạ? Hiểu ý chú không ạ? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ có ạ. Bảo toàn khối lượng ạ. R cộng với cụm này R1 cộng với lại 67. CO là 44 này. 44 cộng Na là 27. À 23 là 67 này. Nhân với 0,2 cộng với lại R2 cộng 67 nhân 0,4 thì bằng 43,6. Vậy suy ra mình được 0,2R1 cộng 0,4R2 thì bằng 43,6 trừ đi 0,2 nhân 67 trừ đi 0,4 nhân 67 bằng 3,4. Vậy suy ra R1 cộng 2R2 bằng 3,4 chia 0,2 17. Úi dồi ôi, R1 cộng 2R2 bằng 17. Ngon lành cành đào không ạ? Thế thì bây giờ mình lập bảng ạ. R2, R1, R2 mà bằng 1 thì 17 trừ đi 1 nhân 2 là 15. Thì R1 bằng 15. Lấy luôn chứ còn gì nữa. 1 là gì ạ? H. 15 là gì ạ? CH3. Vậy một cháu là HCOOH và một cháu là CH3COOH. Ok ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Trên đây chúng mình vừa mới kết thúc cho các cháu phần chống liệt este nhá. Phần chống liệt este. Buổi tới
Buổi tới chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu tiếp về phần chống liệt carbohydrate nhá. Đấy, có phần lưu ý cần nhớ lưu lại kiểu quên. À, cháu nào muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox cho chúng mình ạ, ở với link ở phía dưới ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Ok ạ. Bye bye, chào tạm biệt các cháu. Không quên là click vào nút chuông để nhận click vào nút chuông ở trên fanpage của chú và đặt xem trước fanpage của chú để nhận được thông báo mỗi lần chú livestream sớm nhất nha. Bye bye, chào tất cả các cháu, tạm biệt.